Mến chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube nhà đất Sài Thành, kênh YouTube chuyên review bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay Vũ Hồng đang ở hẻm 313 đường Nguyễn Trãi, thông qua bên kia là hẻm 440 đường Phan Văn Trị và hẻm phía bên đây bên trái Vũ Hồng là hẻm 133 đường Quỳnh Bẩn Đạt và bên tay phải là hẻm thông qua đường Bùi Hữu Nghĩa. Nghĩa là căn nhà mình nằm giao giữa bốn con đường. Bùi Hữu Nghĩa, Phan Văn Trị, Quỳnh Bẩn Đạc và đường Nguyễn Trãi ha. Số nhà mình là số nhà theo đường Nguyễn Trãi nha. Ở đây thuộc phường 7 quận 5 thành phố Hồ Chí Minh, hẻm 313 ha, nằm ngay trung tâm phố thời trang của Nguyễn Trãi luôn. Căn nhà hôm nay Vũ Hồng giới thiệu đến quý cô chú anh chị bạn là căn nhà này nè. Một trệt một lửng hai lầu, một trệt một lửng hai lầu có sân thượng ở trên và có làm che thêm cái máy sắt bên trên nữa ha cô chú anh chị. Nhà có hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời. Nhà của mình hướng chính là hướng đông là sang bắc một ít nha kích thước nhà mình ngang là 3 m sáu và chiều dài là 13 m diện tích đất mình đang sở hữu là 46 m nha nhà có giấy chủ quyền hồng hoàn công đầy đủ luôn thiết bị nội thất cực kỳ sang trọng và hẻm phía trước nhà mình ngay vị trí phía trước nhà mình là 4 m đó cô chú anh chị nằm ngay tâm giữa bốn con đường đường huỳnh mẫn đạt đường nguyễn trãi đường phan nhân trị và đường bùi hữu nghĩa ha Cô chú anh chị bạn có nhu cầu đi xem căn nhà này liên lạc với Vũ Hồng qua số điện thoại 0933 79 79 79 kênh youtube nhà đất Sài Thành ha. Nếu có nhu cầu xem sổ thì liên hệ với Vũ Hồng qua số 0963 10 10 10. Và đây là vị trí phía trước mặt nhà mình ha. Xin nhắc lại là hướng này mình đi ra hẻm 440 đường Phan Nhân Trị. Mình rẽ trái thì hẻm 133 đường Quỳnh Mẫn Đạt. Rẽ hướng này là mình đi ra hẻm 313 đường Nguyễn Trãi ngay phố Thời Trang luôn nha cô chú anh chị. Và đây là phía trước nhà mình ha Ngay phía trước nhà mình thì có cái cây Một cái cây của hàng xóm che qua tỏa bóng mát ha, rất mát nha Và đây là mặt tiền của nhà mình nè cô chú anh chị Nhà mình có lớp cửa rào phía trước Và mình để được chiếc xe ngang xuôi vào ha, xuôi vào để được một chiếc xe nha Và ở ngoài có lớp cửa sắt bốn cánh Và bên trong thì chủ nhà sử dụng cửa nhôm Nhôm chinh pha và kính cường lực Hiện tại thì sân nhà mình cao hơn mặt hẻm là 3 tấc và ở trong nhà thì cao hơn mặt sân là 2 tấc ha. Xin nhắc lại là nhà giao nằm ở tâm giữa bốn con đường nha, cách đường Nguyễn Trãi là 30 m và cách bên phía đường Phan Nhân Trị cũng khoảng 30 m ha. Và đây là mặt tiền của nhà mình. Nhà thuộc phường 7, quận 5 ha cô chú anh chị. Và đây là hẻm phía trước nhà mình đây ha. Ở đây mình để xuôi chiếc xe vô là vừa nha cô chú anh chị. Và phía ngoài này là cửa sắt 4 cánh và bên trong là có ốp đá. Ốp đá cao lên đến lầu lẫn luôn. Ở bên đây cũng có đá ốp lên ha. ban công nhà mình thì ra nhấn ra đưa thêm được khoảng 1 mét, hơn 1 mét ha. À, từ dưới lên trên nè. Bên công ở đây thì ở đây ngay chỗ cái lửng thì chủ nhà là một tấm kính cường lực lớn và ở trên từng cái lầu 1, lầu 2 thì chủ nhà làm sắt cắt CNC ha, cắt sắt sắt cắt CNC nha, chạy CNC. Và ở đây thì chủ nhà có trồng cây và có vòi nước để mình rửa xe rồi ha. Ở hẻm trước nhà mình đây. Vũ Hồng xin nhắc lại là căn nhà mình á có kích thước ngang 3m6 và chiều dài là 13m diện tích đất đang sở hữu của khuôn viên đất mình đang sở hữu theo quy hoạch ở đây là 46m nha cô chú anh chị nhà thì cực kỳ cao cấp luôn ha chủ nhà xây nhà tâm huyết rất là tâm huyết cái căn nhà này nha nhà này là nhà chính chủ ở luôn ha ở phía ngoài này có lớp lớp cửa lùa và bên trong là cửa nhôm cửa nhôm sinh pha và kính cường lực các cô chú anh chị và ở trên đây là chủ nhà có làm thêm hai cái 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 cửa lật để đẩy ra lấy gió lấy sáng nha đó hẻm trước nhà nè cô chú chị bạn nhìn lại cái hẻm trước nhà mình đây ha nằm đoạn giữa giữa đường phan nhân trị với đường nguyễn trãi nha ở đây hẻm thông tứ hướng mình có thể đi qua đường quỳnh mẫn đạt đường bùa hữu nghĩa đều ok hết ha rồi ở đây thì nền nhà thì cao hơn mặt sân là hai tấc và nền sân là cao hơn hẻm là ba tấc các cô chú anh chị. Nhà thì chủ nhà xài toàn là gỗ xịn hết đó cô chú anh chị. Nhà có cái lửng nên cực kỳ thoáng ha. Cô chú anh chị bạn thấy không? Nhà là chủ nhà xây ở nên mình nhìn cái bộ đèn chùm của chủ nhà nè ha. Đó bằng đồng luôn nha cô chú anh chị bằng đồng luôn á. Kể cả những cái bức tranh này thì cũng làm chủ nhà làm bằng gỗ luôn nha cô chú anh chị. Cửa phòng á, cửa phòng chủ nhà sử dụng là là gỗ căm xe nha. À, ở đây cô chú anh chị bạn nhìn nè, những cái bản lề kim long mà của xì xị lội xịn nha, nhìn rất là ưng ý. Đây đồng hồ nước của mình phía trước. Và đây là đồng hồ điện, CB tổng và đây là những cái nguồn điện của mình ha. Toàn bộ đèn ở đây là chủ nhà đèn led âm trần và có chế độ ba màu hết đấy cô chú anh chị bộ đèn chùm cũng thấy căn nhà có giá trị ha đây là nhà chính chủ nha cô chú anh chị nếu đây là lần đầu tiên mình xem kênh youtube nhà đất xài thành review bất động sản thì mình giúp chú hồng đăng ký kênh còn nếu như mình đã nhiều lần xem kênh rồi thì hãy chia sẻ cho bạn bè người thân của mình những người đang có nhu cầu tìm mua bất động sản để giúp họ mua được nhà và giúp chủ nhà bán được nhà hả cô chú anh chị À, khi mình thỏa thuận giá mua bán xong rồi á, thì chủ nhà sẽ xây bức tường ngăn và làm lại cho mình ở vị trí này ngăn ra hang chia đôi căn nhà ra Đó nha. Nhà này thì hai căn này là tường riêng nha, hai căn tường riêng nha, không có liên quan với nhau, móng đà gì riêng hết cho cô chú anh chị. Và vũ hồng review cho cô chú anh chị bạn xem cái sổ nhà mình đây ha. Đây hey, sổ nhà mình nè à. Sổ nhà mình đó là hoàn công đầy đủ nha cô chú anh chị Lầu 1 lửng Lầu 2 Cái này là lầu 3 luôn Thành lầu 3 luôn nha cô chú anh chị Bạn có cái sân phía trước luôn nè Và có cái máy che thang nằm ở trên Nằm trên sân thượng có máy che thang nha cô chú anh chị Nhà mình thuộc hướng Đông là sang hướng Bắc một ít ha Địa chỉ nhà là 313 sẹt 12 đường Nguyễn Trãi, phường 7, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh ha. Cái lửng ở đây chủ nhà làm rất là cao nha. Thường là cái lửng này là các nhà khác thường làm thấp nhưng mà cái lửng này rất cao. Và cái không gian giữa cái nhà không gian giữa cầu thang với bên ngoài thì chủ nhà có các uh, cái tấm gỗ chạy CNC á đó, giúp cho cái không gian bên trong với ngoài nó sẽ có một cái không gian riêng hơn ha. Và đây là ở phía cuối nè. Ở phía sau nhà mình là một khoảng trống nha cô chú anh chị. À đây là cái không gian phía dưới cầu thang nè, chủ nhà là không có làm cầu thang nằm ở không có làm nhà vệ sinh nằm dưới cầu thang, nhưng mà làm nhà vệ sinh nằm phía sau cầu thang nha cô chú anh chị. Mình nhìn lại cái không gian của nhà mình từ phía cầu thang ra phía trước nè cô chú anh chị đây là không gian lửng ha đây là không gian lửng nha lưỡng rất là cao có đèn trang trí có hát đèn màu ha và chú hồng xin nhắc lại là tất cả những cái tất cả những cái đèn ở đây là đèn chế độ ba màu ha tủ rượu ở đây là chủ để lại cho mình luôn nha cô chú anh chị hả à? tủ rượu không để hả à? mang tủ rượu đi và nói chung là chủ nhà sẽ để những cái gì dính tường là chủ nhà để cái gì tháo ra được thì chủ tháo nha cô chú anh chị màn rèm là để lại hết ha Và đây là cầu thang của nhà mình ha Cầu thang thì tay vịn bằng gỗ Gỗ căm xe Và mặt đi bằng đá bằng bồ ha loại nhập nha cô chú anh chị Và đây là nhà vệ sinh của mình Nhà vệ sinh thì chủ nhà sử dụng là Ở ngoài cửa là nhôm sinh pha Bản lề kim long loại lớn ha Có ron này nha Cách âm cách nhiệt ha Và tường nhà vệ sinh thì được ốp cao full trần nha Thiết bị vệ sinh toàn bộ căn nhà là sử dụng loại tô tô ha Sử dụng toàn bộ là của tô tô nha cô chú anh chị và nhà mình là có hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời loại 500 lít nha cô chú anh chị à, Chủ nhà làm căn nhà này để ở nên rất là tinh tế trong cái việc là làm cửa sổ Tất cả những cái cửa đi, cửa phòng ha Là chủ nhà đều có làm một cái khoảng hở trên để mình mở lật ra Và cho không khí bên trong nó thoát ra ngoài được ha Giúp cho cái nhà vệ sinh mình cũng như cái phòng của mình Luôn thông thoáng nha cô, cô chú anh chị đây cái thiết bị vệ sinh của nhà mình đây ha cô chú chị bạn xem ha đó cô chú chị bạn thấy cái bồi xanh bồi đỏ là nhà mình là có hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời nha cô chú chị Có cái sân ở trên ha Cái sân thượng đúc ở bên trên á Để hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời Và ba cái ba cục nóng máy lạnh ở bên trên Và bồn nước cũng trên đó luôn ha Rồi mời cô chú anh chị và bạn ngắm không gian từ phía sau ra phía trước nhà mình một lần nữa rồi Vũ Hồng lên trên lầu nha nếu đây là lần đầu tiên mình xem kênh youtube nhà đất xài thành review bất động sản thì mình giúp chú hồng đăng ký kênh ha còn nếu mình đã xem rồi thì trong quá trình xem mình bấm like ủng hộ chú hồng và đừng quên chia sẻ cái video này cho bạn bè người thân của mình những người đang có nhu cầu tìm mua nhà vị trí đất đỏ ngay trung tâm quận 5 vị trí cực kỳ đẹp chỉ có thời gian này thì mình mới mua được cái giá tốt cho cô chú anh chị và Vũ hồng xin nói cái giá của căn nhà này chủ nhà đang kêu bán căn nhà này với mức giá là 8 tỷ 590 triệu khoảng 190 triệu một mét mà khoảng 190 triệu một mét á giá cực kỳ hợp lý kể cả nhà bê tông cốt thép đúc rồi nha thường ở nhà đúc bê tông cốt thép thì nó sẽ có những cái đà nó nằm lộ như thế này nè cô chú anh chị hãy chia sẻ cái video này cho bạn bè người thân của mình những người đang có nhu cầu tìm mua bất động sản để giúp họ mua được nhà và giúp chủ nhà bán được nhà ha ở phía sau này có cái kho nhỏ này cô chú anh chị ở đây chủ nhà không có làm nhà vệ sinh Ở ngay cái lửng nên ở phía sau này còn trống một cái kho ha Và phía sau lưng nhà mình là còn một khoảng trống với cô chú chị Nên mình mở cái cửa lấy gió phía sau đó cô chú chị Và được, cũng được chủ nhà là che lại bằng cái lưới tấm trắng côn trùng rồi ha Và ở đây cửa nhà mình đó cửa phòng á là chủ nhà sử dụng bằng gỗ căm xe nha Gỗ căm xe nha cô chú anh chị và nhà mình thì ở mỗi tầng là đều có CB riêng ha Nguồn điện là âm chủ nhà cẩn thận làm những cái những cái hộp như thế này để mình mở mình có đi dây điện lại thì nó dễ dàng nha cô chú anh chị Xin nhắc lại là cửa phòng mình á, là bằng cửa gỗ cắm xe nha Cái lửng này khá lớn nha cô chú anh chị Nếu như mình muốn làm phòng thì mình làm phòng Còn hiện tại thì chủ nhà chỉ để làm cái làm cái chỗ sinh hoạt chung thôi Nhà có cái lửng thì mình nhìn cực kỳ thông thoáng luôn nha cô chú anh chị. Những cái máy lạnh này là chủ nhà để lại hết cho mình luôn ha. Một căn nhà nằm ngay vị trí trung tâm của quận 5. Nhà đúc bê tông cốt thép, một gạch một lửng. Và hai lầu nha cô chú anh chị. Những cái này thì sau khi thỏa thuận giá cả mua xong thì chủ nhà sẽ xây và làm mới lại cho mình ha Ở đây thì chủ nhà chỉ có làm cái rèm thôi Thì mai mốt mình mua xong thì chủ nhà sẽ xây lại ha Xây lại cho mình nha Xây lại cho mình là làm bít lại hết ha Chia đôi lại ha Vũ Hồng xin nhắc lại là cầu thang thì chủ nhà làm loại lớn Xoắn theo chiều thuận kim đồng hồ Và tay vịn thì bằng gỗ căm xe à, Phía sau lưng cầu thang thì nó còn một khoảng trống nè Để mình để đồ rồi ha và phía sau nhà mình là có một cái khoảng trống nên mình mở cái cửa cửa một cái cửa sổ đó nhưng mà mình không có mở nó lật ra mà mình chỉ mở lấy gió này lấy sáng thôi à, cũng được chủ nhà che chắn lại ha mời cô chú anh chị bạn đi từ cái tầng lửng mình đi lên trên lầu 1 tầng 2 nha cô chú anh chị và chủ hồng xin nhắc lại là nhà đúc bê tông cốt thép nên những cái khoảng những cái cây đà lộ ra nè nhìn rất lớn ha và ở phía sau đây thì là một cái kho để mình chứa đồ ha và ở đây thì chủ nhà làm cái cửa sổ lớn hơn cửa sổ này lớn hơn hết cô chú anh chị và dĩ nhiên là chủ nhà cũng làm song sắt bảo vệ và có lưới chống mũi chống côn trùng rồi ha đó mình nhìn lên trên nè ở đây thì nhìn lên trên chút xíu chú học sẽ đi lên trên đó là cái máy che thang nằm trên đúc bê tông cốt thép và trên đó chủ nhà cũng có làm khung sắt và rào xung quanh rồi và cũng làm cây ngang để mình trồng cây trái trên đó ha cô chú anh chị và bạn đang theo dõi du hồng review căn nhà địa chỉ 313 trăm 12 đường nguyễn trãi phường 7 quận 5 thành phố hồ chí minh nhà mình nằm ngay trung tâm giao giữa bốn con đường bốn con đường đường nguyễn trãi đường quỳnh vẫn đạt đường à, bùi, hữu nghĩa và đường phan văn trị nha cô chú chị mình có thể đi vào hẻm 313 đường nguyễn trãi 440 đường phan văn trị hẻm 133 đường Huỳnh quỳnh vẫn đạt ha thì ở đây gần trường đại học kinh tế thành phố hồ chí minh đại học y dược gần đại học khoa học tự nhiên đại học sư phạm và đại học sài gòn hết cô chú chị bây giờ chú hồng sẽ review cái phòng ở lầu 1 tầng lửng rồi lên lầu 1 và đây là tầng tầng 2 hả cô chú anh chị lầu 1 tầng 2 nha nhà vệ sinh rất rộng luôn Vũ Hồng xin nhắc lại là toàn bộ nhà là chủ nhà sử dụng thiết bị vệ sinh nhãn hiệu Toto tô, tô hả cô chú anh chị và nhà là có hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời nha tường nhà vệ sinh thì được chủ nhà ốp cao lên full đến trần luôn ha phun đến trần và Vũ Hồng xin nói lại là những cái cửa này chủ nhà làm với bằng cái tâm huyết của mình là chủ nhà làm có ron nè bản lề kim long nè ha loại đúng loại luôn nha đây là loại đúng loại loại xịn nha cô chú anh chị và ở trên đây á chủ nhà có làm cái khung cái khung cửa sổ này lật ra đẩy ra được nè để đẩy cái không khí bên trong nó ra ngoài á cô chú anh chị và đây là xài toàn bộ là bản lề kim long nha cô chú anh chị và kính là kính cường lực ở đây là kính cường lực mờ vòi sen là loại inox 304 xin nhắc lại nhà mình có hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời cô chú anh chị bạn để ý những căn nhà vũ hồng review á có hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời là nó sẽ có vòi xanh vòi đỏ ở đây nếu như cô chú anh chị bạn muốn làm tấm kính tấm đứng vách tấm đứng thì mình làm ngang cái vị trí này chủ nhà cũng làm cao dưới thấp lên rồi ha và đây là căn phòng ở lầu 1 của mình phòng rất rộng luôn nha cô chú anh chị tất cả đèn ở đây là chủ nhà đè xài loại đèn là ba chế độ ha ba chế độ nha và cái đèn này cái 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 đèn này cũng là cái quạt luôn nha và bên kia thì cái bức tranh đó là cái đèn ngủ nha cô chú anh chị bức tranh đó là đèn ngủ ha máy lạnh này chủ nhà để lại luôn cho mình luôn nha cô chú anh chị bạn nhìn lại cái không gian của cái nhìn cái không gian của cái phòng mình đây hả cô chú anh chị nhà mình là chủ nhà sử dụng màng loại hai lớp một lớp mỏng bên ngoài và một lớp dày bên trong ha nhà mình xin nhắc lại hướng nhà mình là hướng đông là sang hướng bắc một ít nha cô chú anh chị Chút xíu Chút xíu rồi. nghĩa là nhà mình thuộc hướng đông nhưng chỉ lệch bắc một ít nha cô chú anh chị chứ không phải là thuộc tây tứ trạch hướng đông nha cô chú anh chị à đây là vũ hồng chính nhắc lại là đèn ở đây là đèn ba chế độ hết và ở trên chủ nhà có hắt đèn màu và bức tranh này là bức tranh làm đèn ngủ nha cô chú anh chị ở đây lắp đặt wi-fi lên đến đây luôn rồi ở đây chủ nhà có làm dồi nước để mình có trồng cây mình tưới đồ rồi được nha ban công phía trước nhà mình đó thì là là bằng sắt và ở dưới là bằng sắt nguyên tấm các CNC à, trước nhà mình có một cái cây ha cây bóng mát ha che bóng mát ha đối diện của nhà hàng xóm nha hẻm trước nhà khoảng 4m bên phải thông qua đường Phan Nhân Trị bên trái thì mình sẽ ra đường Nguyễn Trãi và nhà mình giao giữa tâm bốn con đường đường Nguyễn Trãi đường Nguyễn Trãi đường Phan Nhân Trị đường Bùi Hữu Nghĩa và đường Huỳnh Mẫn Đạt ha ở đây cái đèn này là đèn 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 trang trí cũng đổi màu ha đây ha là ban công mỗi tầng là đúc ra khoảng được hơn một mét nha cô chú anh chị đây bồn nước nè cây trồng phía trước nhà nè ha hướng này mình đi ra hẻm 440 đường Phan Nhân Trị và hướng Vũ Hồng đang ly camera đây là hướng về đường Quỳnh Mẫn Đạt và hướng này 313 đường Nguyễn Trãi ha cô chú anh chị đó hàng cây phía ngoài đó là đường Nguyễn Trãi phường 7 quận 5 nha đây phía trước nhà mình ha, cực kỳ mát luôn nha. Rồi mình nhìn từ ngoài phía trước cái, cái ban công phía trước nhà mà nhà mình ha. Ở đây là toàn bộ là cái cửa nhà là chủ nhà sử dụng có ron hết nha cô chú anh chị. Và màn một lớp mỏng von bên ngoài và bên trong là lớp dày ha. Rồi bây giờ à, mời cô chú anh chị bạn đi à, lên trên lầu à, tiếp nha cô chú anh chị mời à, mọi người đi theo vũ hồng để đi lên phía trên ha bây giờ à, vũ hồng sẽ đi lên lên trên đầu tiếp nha kể cả những cái mốc này là chủ nhà cũng sử dụng loại xịn nè inox này ha theo toàn bộ luôn nha cửa là cửa này là cửa gỗ găm xe ha gỗ găm xe nha cô chú anh chị nhà mình đúc bê tông cốt thép toàn bộ hết cô chú anh chị bây giờ vũ hồng di chuyển từ à, tầng 2 lên tầng 3 nha cô chú anh chị à đây những cái đà nè vẫn còn là đà đúc bê tông cũng thép ha trần nhà cực kỳ cao luôn hả cô chú anh chị bạn nhìn ha mỗi tầng là chủ nhà đều có thiết kế cb điện riêng hết nha đá này là đá rồi ngoài nhập ha ở trên đây thì chủ nhà là một phòng phía trước và ở phía sau là có nhà vệ sinh phía sau nha cô chú anh chị và ở đây là có cái cửa sổ đây có một cái cửa sổ nè ha nó mở ra gió rất là mát ha. Hướng này là hướng đường Bùi Hữu Nghĩa nha cô chú anh chị Nhà mình nằm giao giữa tâm bốn con đường Đường Bùi Hữu Nghĩa, đường Quỳnh Mẫn Đạt Đường Nguyễn Trãi và đường Phan Văn Trị ha Ở đây thì gần nhiều bệnh viện lớn Ví dụ như bệnh viện Nguyễn Trãi Bệnh viện 30 tháng 4, bệnh viện 7A Bệnh viện Nguyễn Chí Phương, bệnh viện Chấn Thư Vĩnh Hình Bệnh viện Đại học Y Dược và bệnh viện Chợ Rẫy ha Cũng kể cả gần bệnh viện Từ Vũ và bệnh viện Nhi Đồng luôn cô chú anh chị đây cb tổng của cb tổng của tầ, tầng tầng ba nha là mình nha đây là cửa gỗ căm xe rồi phòng thì cũng khá rộng nha ở đây thì có được thêm một cái sân thượng phía ngoài ở phía ngoài nếu như mà mình có muốn làm thêm cái phòng phía ngoài nữa thì mình làm cái ngói mình làm được bình thường sổ nhà mình có hoàn công đầy đủ nha cô chú anh chị mấy cái máy lạnh này là chủ nhà để lại hết luôn cho mình á đèn ở đây là đèn ba chế độ hết nha cô chú anh chị đó. Nhà thì còn cực kỳ mới luôn Cô chú anh chị bạn đi nhìn thì cầu thang nè Cầu thang rộng thoải Rất là dễ đi ha Và nếu như mình muốn làm ở bên ngoài Cái phòng bên ngoài mình có thể làm cầu thang sắn Hoặc mình có thể làm cầu thang từ đây lên trên dẫn được nha cô chú anh chị Và ở ngoài đó là chủ nhà có làm không sung sao không sắt Và có lưới bơi bốn mưa che lại ở trên Và bên hông Thì chút xíu cái hồng lên trên đó Review cho cô chú anh chị bạn xem trên đó luôn ha đây là căn phòng à, ở trên lầu 3 Tầng 3, lầu 2 Nhà này là nhà chính chủ nha cô chú anh chị Nhà này là nhà chính chủ nên à, Cô chú anh chị bạn thấy có đồ đạc để ở trong phòng ha, Cũng thông cảm ha Và đây là cái không gian Và đây là cái không gian của sân thượng phía trước Ở đây cái đèn này là vừa đèn vừa quạt đó nha cô chú anh chị Ở đây vừa đèn vừa quạt luôn ha cái lò, cái lò À ở trong đây là có cái lo nghe nhạc luôn hả? À cái lo nghe nhạc ở đây luôn cô chú anh chị ơi. À, mở mở bằng luôn Bluetooth, mở Bluetooth ha. Mở Bluetooth ừ. nha cô chú anh chị. Chủ nhà để lại toàn bộ luôn cho mình luôn nha cô chú anh chị. Thì Vũ Hồng cũng thấy là chủ nhà rất là cẩn thận ở đây là làm màng hai lớp, mở ngoài lớp zon trắng bên ngoài, bên ngoài bên trong là màn dày ha. Sân thượng nhà mình cũng khá rộng nha cô, cô chú anh chị. Sân thượng nhà mình cũng khá rộng ha diện tích đất của mình đang sở hữu ở đây là 46 mét cho cô chú anh chị Vũ Hồng xin nhắc lại cái hướng này nè hướng này quay về đường Quỳnh Mẫn Đạt là hướng đông là sang hướng bắc một ít ở đằng kia cô chú anh chị bạn thấy có mấy nhà kia họ làm điện năng lượng mặt trời đó ở đây mình muốn làm năng điện năng lượng mặt trời cũng được nha cô chú anh chị và đây thì nhà mình có cái sân thượng ở dưới này và một sân thượng ở trên nữa nha cô chú anh chị bây giờ Vũ Hồng sẽ đi lên trên thân, phía sân thượng ở trên có những cái cục nóng máy lạnh để trên đó bồn nước trên đó và và hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời chủ nhà, nhà đang để trên đó ha ở đây nếu mình muốn làm ngon hơn nữa thì mình làm cái máy ngói che ngang thì nó sẽ đẹp hơn cho ngôi nhà mình nha xin nhắc lại nhà mình nằm ngay trung tâm giữa bốn con đường bùi hữu bùi hữu nghĩa Huỳnh mẫn đạt nguyễn trãi và đường phan nhân trị ha đây đối diện với nhà mình ha bên trái hàng cây đó là đường nguyễn trãi ngang phố thời trang nguyễn trãi bên phải là phố ẩm thực đường phan nhân trị và đằng kia là đường huỳnh mẫn đạt ở đây chủ nhà cũng có làm giòi nước ha ở đây cũng có giòi nước để tưới cây nha chỗ này chủ nhà sắp xếp để mình để máy giặt do chủ nhà có hai chỗ nè hai căn nhà bên đây với căn nhà bên kia liền nhau nên chủ nhà không có để máy giặt bên đây còn nếu mình sử dụng máy giặt thì mình sẽ để ra cái đây nha cô chú anh chị mình để máy giặt ở vị trí này nè có nguồn điện nguồn nước và nguồn nước xả nè nguồn nước xả đây luôn nè cô chú anh chị thấy không hiện tại thì chủ nhà đang làm cầu thang đi lên trên đây ở đây theo vũ hồng nghĩ nếu như cô chú anh chị bạn về muốn khu vực này mình không có trồng cây nhiều thì mình đem cây lên trên và ở đây mình làm một cái mái ngói rất là tuyệt vời ha nhà mình có hoàn công đầy đủ nên mình làm được thoải mái nha cô chú anh chị là mình làm cái cầu thang sắn giống bên kia đi lên hoặc mình để cái cầu thang này đi vẫn được nha cô chú anh chị và mình nhìn lại phía trước nhà mình xem một lần nè đây phía trước nhà mình ha cao hơn cái cây rồi nha ngang với cái nhà bên kia ha Xin nhắc lại cái hướng đang lia camera này là về đường Nguyễn Đồng Lạc, hướng này là về đường Phan Nhân Trị và hướng này là đường Nguyễn Trãi, sau lưng là đường Bùi Hữu Nghĩa, khu dịch quay cô chú anh chị. Và Vũ Hồng xin nhắc lại là ở đây là gần nhiều trường đại học lớn, Đại học Kinh tế, Đại học uh, Y Dược, đại học, đại học Sài Gòn, Đại học Sư phạm và Đại học Khoa học Tự nhiên ha, uh, gần nhiều bệnh viện lớn, ví dụ như bệnh viện uh, bệnh viện 7A, bệnh viện Nguyễn Trãi, bệnh viện 30 tháng 4, bệnh viện Nguyễn Chí Phương, bệnh viện Sùng Chính. Bệnh viện chấn thương chỉnh hình là trung tâm bệnh viện Sùng Chính đó cô chú anh chị. Và bây giờ Vũ Hồng đang có mặt ở đây là sân thượng của nhà sân thượng ở trên của nhà mình ha. Và ở trên đây chủ nhà cũng làm xong sắt xung quanh bảo vệ bằng lưới B40 rồi. Và ở trên đây có song sắt ngang. Ở đây mình có thể trồng cây, mình có thể dời đám cây này lên trên cũng được hoặc để dưới cũng được mình có thể lợp ngang lợp tấm uh, ly, hoặc bằng uh, kính cường lực hoặc bằng ngói cũng được ha đây những cái dàn uh, đà kiền nè rất là chắc chắn luôn cô chú anh chị và xin nhắc lại cái hướng này là hướng đường Quỳnh Mẫn Đạt hướng này là hẻm 440 đường Khoa Nhân Trị hướng này là hẻm 313 đường Nguyễn Trãi phố thời trang Nguyễn Trãi nha căn nhà này mặt tiền đường Nguyễn Trãi và cái hướng này cô chú anh chị là cái hướng của đường à, Bùi Hữu Nghĩa khu dịch quay ha. Đây chủ nhà sử dụng ba cục nóng máy lạnh để trên đây đi âm xuống dưới hết toàn bộ. Không, toàn bộ là sử dụng một ngựa rưỡi hết luôn hả chú? À. Cái này một ngựa, hai cái kia là ngựa rưỡi. À dạ. Bồn này 500 lít. Và bồn nước lớn luôn ha. Đó. À, ở đây là cái à, chiến trời ngay à. chỗ cầu thang mình nãy đi lên đó cô chú anh chị. Ở đây thì chủ nhà xây cao lên là 1 mét Và ở trên đây thì hàng song sắt xung quanh nè Đó Ở đây mình có thể mình nhìn bên kia kìa cô chú anh chị Bệnh viện Đông Nam Á kìa ha Và ở vị trí này là mình quay quay về hướng khu khu Đồng Khánh nè Khu Đồng Khánh nè Bên đây là đường Trận Đạo, đường đường Trận Đạo, đường Phan Nhân chị, Đường bên đây là đường Huỳnh Mẫn Đạt Và bên đây là đường Nguyễn Trãi ha cô chú anh chị ở đây thì nếu có con em đi học trường cấp 1 thì qua cho trường Kim Đồng đồng nằm đầu đường đó nha cô chú anh chị. còn sáng nè. Và bây giờ Vũ Hồng xin nhắc lại cái thông tin của căn nhà này một lần rồi Vũ Hồng kết thúc video ha. Căn nhà mình ở địa chỉ 313 xẹt 12 đường Nguyễn Trãi, phường 7 quận 5 thành phố Hồ Chí Minh, hướng nhà mình là hướng đông, là sang hướng bắc một ít. Nhà mình nằm giao giữa tâm giữa bốn con đường. Đường Quỳnh Văn Đạt, đường Bùi Hữu Nghĩa, đường Nguyễn Trãi và đường Phan Văn Trị. Thì nhà mình là nằm ở hẻm thông từ đường Phan Văn Trị thông qua đường Nguyễn Trãi ngay phố Thời Trang luôn nha. Và nhà mình có diện tích đất đang sở hữu, đang sở hữu ở đây đang sợ, trên sổ là trên 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 khu trên quy hoạch đó là thể hiện là 46 m nha cô chú anh chị và nếu mà mình tính ra thì chỉ có dưới 200 triệu một mét nhà thì nhà đúc bê tông cốt thép nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu hẻm là hẻm thông và vũ hồng xin nhắc lại cái giá chủ nhà đang kêu bán căn nhà này là 8 tỷ 590 triệu nha cô chú anh chị 8 tỷ 590 triệu giá chủ nhà chốt bán luôn cô chú anh chị bạn nào ưng ý thì kết nối zalo với vũ hồng qua số 0963 10 10 10, Vũ Hồng sẽ gửi sổ cho cô chú anh chị bạn xem. Nếu như muốn đi xem nhà thì cứ alo cho Vũ Hồng 0933 79 79, 79. xem nhà bất cứ lúc nào cũng được nha cô chú anh chị. Một căn nhà ngay vị trí trung tâm, nếu cô chú anh chị bạn nào có tiền muốn mua, thời lúc trước căn này là phải giá là phải trên 11 tỷ, nhưng bây giờ thì chủ nhà chỉ bán giá có là 8 tỷ 590 triệu thôi. Cô chú anh chị bạn nhanh chân lên ha, để mình mua được một căn nhà như ý nha. Vũ Hồng xin chào và xin hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở những cái video review nhà lần sau nha.